Đừng mà con. Duy ơi, Duy, má làm như vậy cũng vì con thôi. Duy ơi, Duy, bà buông ra. Duy, Duy ơi, con phải hiểu cho má mà. Đừng mà con ơi. Duy ơi, Duy, buông ra. Duy ơi, Duy, đừng mà con. Duy ơi, không cần bà tính cho tôi. Bà nghe rõ chưa? Tôi chỉ biết mấy người đã giết chết vợ con tôi. Nếu không nghĩ tình máu muộn, tôi đã bắn chết cả hai rồi. Duy ơi, Duy, đừng đánh mà ra. Con. Và đừng bao giờ cản trở tôi sống cuộc đời của tôi. Má để lại tất cả tài sản, tất cả sự nghiệp này là cho con. Đừng bỏ má, đừng bỏ má. Duy ơi, đừng tôi bỏ không má cần. Tôi không cần gia tài của bà. Ngày mai luật sư của tôi sẽ tới gặp bà và nói chuyện với bà. Tôi sẽ lấy đủ phần của mình. Đừng bỏ má mà. Má lại con mà. Đừng bỏ má mà. Bà nghe rõ đi. Kể từ giờ phút này, tôi không coi bà là má của tôi nữa. Không. Cũng như tôi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cái nhà này. Bà tránh ra. Con. Tránh ra. Chị ơi. Chị ơi. Đừng bỏ má mà con ơi. Chị. Mày làm gì vậy hả? Anh Tý, anh Tý, tụi nó. Tụi mày làm gì vậy? Tao còn chưa kiểm tra nó chết kia mà. Chưa chết rồi cũng chết. Anh đánh như trời giáng. Nó đã bất tỉnh nhân sự, làm sao mà sống nổi. Phải rồi, anh đánh cái kiểu đó nó chết là chắc. Tao chỉ sợ sơ suất là bà hội chửi tao chết luôn. Hả? Chuyện này là bà hội đồng mướn mình hả? Tại sao bà hội lại kêu mình giết cậu hai? Má con gì mà kỳ vậy? Tụi mày có chừng cái miệng tụi bay đó. Cậu ba, bộ cậu định bỏ xứ này đi thiệt sao? Con đã chất hành lý lên xe rồi, dì Bảy còn hỏi cái gì nữa? Cậu làm vậy có quá đáng không? Dù sao bà hội cũng là... Dì đừng có nhắc tới người đàn bà độc ác đó nữa. Con đã thề, đã đoán tuyệt không có bà ta làm má. Cậu à, bây giờ dù cho cậu có thề 100 lần đi nữa cũng vẫn không có thay đổi gì được đâu. Vì bà hội lúc nào cũng là má của cậu mà. Con nói là dì Bảy đừng bao giờ nhắc tới bà ta nữa mà. Nếu bà ta coi con là con thì bà ta không bao giờ đối xử với vợ con của con như vậy. Cứ nghĩ tới cảnh em mình một thân một mình, bụng mang dạ chữa, chịu nhiều oan ức, nhảy xuống sông tự tử. Nghĩ đến đó là con đã tức điên lên rồi. Nếu con không nể tình bà ta sanh ra con đã bắn chết bà ta rồi. Dì Bảy, dì là dì của em mình, con hứa sẽ không ngược đãi dì. Nếu dì Bảy thương con và em mình thì hãy chăm sóc cho thằng ống nên người. Bởi vì dù sao nói với dì cũng là mối quan hệ bà con ruột thịt mà. Cậu ba, cậu cứ yên tâm đi, tôi hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấm thiệt chu đáo. Tôi cảm ơn dì Bảy. Và cũng từ bây giờ dì đừng gọi nó là ống nữa. Con đã quyết định lấy tên em mình đặt cho nó. Tên của nó là Thanh Bình. Thôi, dì Bảy lên xe đi.
Dạ cậu. Duy ơi, cho má xin lỗi mà Duy. Duy ơi, cho má xin lỗi mà. Duy ơi, đừng bỏ má mà. Duy ơi, đừng bỏ má mà. Đừng bỏ má mà, Duy ơi. Con ơi. Má xin lỗi con mà Duy ơi. Đừng bỏ má. Duy ơi. Cậu hai à, tỉnh lại đi cậu hai. Má, cậu hai tỉnh rồi kìa. Thấy chưa, toàn bộ khu vực này đó. Vậy là mai mốt á, dù em muốn trồng hết ở đây, em muốn bắn thẳng qua bên kia luôn có được không? Được, không có vấn đề, cứ làm theo ý mà nhà đất bên đó sao thì cũng giống bên này thôi. Ồ vậy sao? Ừ thôi được rồi, cảm ơn anh nha. Không có thể là tiền công nè. Đây tiền công anh ba. Ở đây nè. Cảm ơn anh. Thôi tôi đi hè. Cậu ba, vậy là cậu quyết định rồi hả? Chiều nay không có cơm ăn đâu nghe chưa. Má lên.
gì mà nhìn, lo làm đi. Lẹ lên. Ở đây. Ông chủ tới rồi đó, tụi bay làm lẹ đi coi. Mau lên. Lẹ lên. Dạ chào ông chủ. Dạ. Dạ chào ông chủ. Cái gì mà nhanh? Tao lẹ lên coi. Ông chủ. Cái gì đây? Dạ mụ. Vàng của tao là máu của mày, biết không thằng ngu? Lo làm việc đi. Tụi bay nghe cho rõ đây, bắt đầu từ ngày hôm nay, đứa nào dám làm rớt mũ cao su xuống đất, tao đập nát cái đầu thằng đó, nghe rõ chưa? Dạ biết. Dạ biết. Nói lớn lên. Dạ biết. Dạ biết. Ông chủ nói tụi mày có nghe không? Làm đi. Tao kêu mày nói lớn lên mày biết hả? Dạ tôi cũng đã nói lớn rồi ạ. Mày nói lớn rồi hả? Nói lại tao nghe. Dạ con biết ạ. Biết mày. Biết. Biết. Đồng chí tụi mày rồi. Làm đi. Làm đi. Làm gì đó. Làm đi nghe chưa? Tụi mày làm việc lê mê quá. Gần tới ngày giao hàng rồi mà mũ cao su vẫn chưa đủ là sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, tăng 2 giờ làm việc. Trời ơi, tăng thêm 2 tiếng, sức đâu mà làm cho nổi ông chủ? Dạ, đúng rồi. Ông chủ ơi, sức đâu mà làm ông chủ? Một ngày tụi tôi làm 10 tiếng vậy sao làm nổi ông chủ? Dạ đúng rồi. Làm không nổi cũng làm, không được cãi lời ông chủ. Dạ. Ông chủ nói làm 10 tiếng thì phải làm 10 tiếng, nghe chưa? Đứa nào dám cãi lời ông chủ, tao sẽ đập chết thằng này. Biết chưa? Ông ơi, tha cho con. Hả? Ông ơi. Biết chưa mày? Dạ, con biết, con sai rồi. Ông ơi, tha cho con. Biết hả? Dạ, con biết con sai rồi mà. Ông ơi, tha cho con. Dạ, thưa ông chủ. Lo mà làm việc lẹ lên đi. Thằng nào làm miếng là đập chết luôn. Tụi mày nghe rõ chưa? Hả? Cũng này. Lo mà làm đi ngoan cái gì. Làm đi. Lẹ lẹ lên coi. Mày dòm cái gì? Hả? Làm việc mau lên. Không lo làm. Dòm dòm cái gì? Lo làm đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Chấm chạp lê mê à? Làm biếng hả mày? Làm biếng làm hết rồi à? Dạ. Hả?
Ba Bảy. Chuyện gì cậu? Lại đây con hỏi cái này nè. Nè, bà Bảy coi giùm con đi. Con theo cái bông vậy đúng chưa? À, đưa đây bà Bảy coi coi. À, con thiệt là giỏi đó. Mới có học theo à, mà đã theo đẹp vậy rồi. Đường chỉ rất đều, rất đẹp, rất là có hồn đó. Dạ, cảm ơn bà Bảy. Vậy để con theo tiếp nha. À, mà cũng thiệt ngộ cho cậu ba đó nghe. Đàn ông con trai gì mà thích thiêu thùa, mai giá. Bà là bà nể tình cậu ba lắm, bà mới chỉ cho cậu đó. Ông chủ mà biết chuyện này á là đuổi bà đi luôn đó. Bà Bảy đừng có lo, con không có để cho ba con biết đâu. Nhưng mà cho dù ba con có biết đi nữa thì con nghĩ ba con cũng không có đủ bà Bảy đâu. Tại vì ở trong nhà này ai cũng biết ba con quý trọng bà Bảy nhất mà. Còn đó. À, chết rồi con. Ba dạ. Ba con về kìa. Dẹp dẹp lẹ mau. Dạ dạ. Dẹp dẹp. Dạ dạ. Mau 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 đi con. Dạ, thưa ba mới về. Học bài xong chưa? Dạ, con đang học. Dạ, ông chủ mới về. Thôi, hết hồn. Thiệt là thiệt hú hồn hú vía. Con đừng có thêu nữa. Ủa, thằng Bình đâu? Sao không ra ăn sáng? Dạ, dạ, cậu hai bữa nay đi chơi nhà bạn rồi. Tôi không có hỏi gì. Dạ, cậu. Hành Nhi, thằng Bình đâu? Sao dạo gần đây mấy bữa sáng không thấy mặt nó? Cậu Bình lớn rồi, cậu có chân mà đi, làm sao em giữ được? Em ăn nói với tôi vậy hả? Em làm má cái kiểu gì mà không biết dạy con? Em nói cho anh biết, em không phải là má của Bình. Em chỉ lớn hơn cậu Bình có 8 tuổi thôi. Làm sao em dạy dỗ được? Ăn dỗ với tôi vậy sao? Dạ, ông chủ uống ly trà lại cho bớt nóng. Thằng Xuân, ăn uống mạnh dạn lên coi. Dạ. Được rồi con. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đàn ông con trai thì phải mạnh dạn lên, không có được yếu đuối ẻo lả như con gái. Ăn mạnh vô cho ba. Dạ. Gấp rồi ăn vô. Dạ. Ăn uống cái kiểu gì vậy? Đồ ăn sao không gấp? Ăn cơm với rau mà ăn được hả? Cho nó ăn. Đúng là dưỡng tai gầy mắt mà. Con người, từ từ thôi, từ từ thôi.
đã chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Lâu nay em vẫn uống thuốc điều chứ? Dạ. Cái gì vậy? Em không làm đúng yêu cầu của tôi hả? Không tắm xà bông lại à? Em không thích mùi lại. Em không thích, nhưng tôi thích. Không có hương lại, tôi không thăng hoa được. Anh chỉ diện cớ thôi. Đừng có tưởng em không biết. Anh dùng mùi lại để tưởng tượng em là người con gái anh yêu. Đã 20 năm rồi, em không muốn sống bằng hình bóng của người con gái đó. Tôi cấm em ghen với người con gái mà tôi yêu. Ngay lập tức vô tắm lại cho tôi. Đừng có để tôi nổi khùng lên. Cô nghe không? Nhanh! Cô ơi cô muốn đi chơi á, không mấy cô đi ra ngoài ngoại á. Đừng đi trong này nhiều thú quan nguy hiểm lắm mà cô. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Dạ có gì cô. Thank you.
hù cho người ta sợ để lấy công dẫn đường. Hạnh Nhi này không dễ bị lừa đâu. Có sao không? Dạ em không sao. Cô bị trật chân rồi, không nên cử động. Không cử động vậy làm sao em về nhà được? Cô thật không biết phải làm sao. Thank you.
còn đứng lại đó. Dạ thưa ba, con mới về. Đêm qua con làm gì? Tại sao không về nhà? Dạ đêm qua con qua nhà mấy đứa bạn chơi, con uống mấy ly say quá nên con cũng quên lại luôn. Chứ không phải đêm qua con tưởng ba không về nhà nên bỏ nhà đi quan. Đâu có, ba nói gì vậy? Con đừng tưởng ba không biết rồi muốn làm gì thì làm. Con đi đứng ở đâu làm gì ba đều biết hết, nhất là dạo gần đây mỗi khi ba lên đồn điền là con lập tức không có mặt ở nhà, đúng không? Ba cho người theo dõi con sao? Ba không dư giả tiền bạc và thời gian để mà cho người theo dõi con. Bình. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao con cứ muốn tránh mặt ba? Đâu có, con đâu có lý do gì để tránh mặt ba đâu. Con không có tránh mặt ba. Dạ. Lại đây ba biểu. Ba kêu lại đây. Thẳng vô mắt ba. Dạ. Tại sao con không dám nhìn? Ba thôi đi. Con dám cãi lời ba hả? Con đã làm gì có lỗi với ba? Nói. Đâu có, con làm sao mà làm điều gì có lỗi với ba được? Ba thấy là có. Con đã làm gì? Con không làm gì hết á. Con chắc không? Con đã nói là không có làm gì hết. Sức chịu đựng của ba có giới hạn. Con đã làm gì có lỗi với ba? Nói. Nói. Con lại đi đâu đó? Con đã lớn rồi, ba đừng có kiểm soát con như một đứa con nít. Bình. 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 Dạ. Dạ ông chủ, uống ly trà lại cho hạ quả. Đó, chị Bảy thấy chưa? Nó ngày càng cứng đầu, thực chết được. Ừ, dạ. Nó sắp hết coi con ra gì rồi. Dạ, cậu hai trẻ tuổi háo thắng nên hay cãi, ông chủ nên thông cảm cho cậu. Kêu nó đi học kinh tế thì nó học nông nghiệp, biểu nó ra đồn điền quản lý cao su thì nó lại đi nghiên cứu môi trường sống của cây. Con nói thiệt chứ gì, con nhịn sắp hết nổi rồi. Thank you.
24 năm. Rồi Đức Bình. Thằng Thanh Bình. Mệt không? Mệt chứ sao không mệt. Vô nhà đi tiếp. Tí, tí uống miếng nước đi. Sao, ở nhà có nhớ tí không? Dạ, nhớ tí muốn chết luôn á. Tí, tí cơm một bánh cho con không tí? Làm sao mà quên được. Một vỏ bánh tét kìa. Tí là số 1. Đúng là lúc hết gạo có bánh tét ăn. Thiệt là sướng quá à. Ủa má con đâu nãy giờ không thấy? Con không biết nữa. Trời đất ơi, con ở nhà với má mà má đi đâu không biết. Tí dặn con bao nhiêu lần rồi, má con không được khỏe, phải hạn chế đi ra ngoài, mà sao con không nghe? Dạ con có nghe. Nhưng mà hồi nãy con ra bờ sông giặt đồ, về nhà đã không thấy má đâu rồi. Tí tí, tí ngồi đây chờ con một chút, con đi kiếm má về cho tí liền á. Đi lẹ lẹ nha. Dạ. Cái bà này thiệt tình chứ, dẫn rồng. Con biết ngay mà, muốn kiếm má chỉ có ra đây thôi. Hổm rày á không chăm sóc nó, má chạy ra tưới sẵn thăm chừng coi nó có bông chưa, mà ai dè nó nở thiệt nè con. Nè con coi nó thơm ghê chưa. Con nó không có thích mùi bông lài, nó gắt dữ lắm. Tí con cũng không thích nữa, chỉ có mình má là thích thôi. Tại vì á, qua lại với má không chỉ có mùi thơm mà còn là còn gì nữa má. Thôi kịp má. Má kể con nghe đi. Mấy chuyện cũ thôi, qua lâu rồi má cũng không muốn nhớ lại nữa. Mà con kiếm má có chuyện gì không má? Nhà hả? Mình là hết gạo nữa rồi. Hết gạo nữa hả? Má đã nói con rồi, nấu cơm á thì nấu đủ ăn thôi, bữa nào cũng nấu dư ra. Má sợ bỏ mang tội nên ráng ăn cho hết, bởi vậy gạo mới mau hết như vậy. Trời ơi, con đâu có nấu dư đâu, bữa nào con cũng nấu có nhiều đó thôi à. Mà gạo cũng đâu phải là mau hết, tại tháng này tí về trễ hơn mấy ngày chứ bộ. À mà thôi chết. Hả? Tí về nãy giờ con quên nói má. Trời đất, tí về sao không nói, thế nào cũng la sùm lên cho coi. À mà nè, con nhớ
Đừng có nói gì với tía là má ra đây chăm sóc ông Lại nghe chưa. Nhớ đó. Má, tại mày á làm tía má tao suốt ngày cãi nhau đó. Hiểm như vậy hay là tía nói anh hai đừng có làm nữa, về quê sống như trước đây, ăn đói một chút cũng sao. Đâu phải muốn về là về được đâu. Đã ký công cha với người ta rồi, chưa đủ 3 năm thì làm sao về được chứ. Tía, hay là mình trốn về đại được không tía? Nếu trốn được thì người ta trốn hết rồi, đâu có đợi con nhắc. Rồi còn bị sốt rét, bị rắn cắn nữa, gì mà khủng khiếp quá vậy tía? Cái thằng cứng đầu ngông nghênh, không nghe lời tao, chết ráng chịu. Tía, thằng hai cứng đầu ngông nghênh hay là do ông ghét nó? Mỗi lần ông sai là mỗi lần ông đánh nó, ông chửi nó là thằng ăn bám, cho nên nó mới buồn, nó mới đâm đầu ký công cha làm phu cao su như vậy. Là ông ép nó, bây giờ ông còn đổ tội cho nó nữa là sao? Ủa, bộ bà chưa ngủ hả? Ê, bà đi vô nhà nằm nghỉ, ngồi đây không có được, phổi bà yếu lắm. Ngồi ngoài sương này á, gió nó nhập vô cái phổi á. Tôi ngồi một chút không mới chết đâu mà ông lo. Nè, tôi muốn nghe ông kể tiếp chuyện thằng Hải ở đồn điền cao su. Nó bị đánh, bị bỏ đói ra làm sao? Ông phải kể hết cho tôi nghe, ông không có được giấu nghe không? Bà nói gì ạ? Nghe tầm bậy tầm bạ đâu ạ? Thằng Hải làm cái gì mà bị đánh, bị bỏ đói? Rồi nghe ba chớp ba nhắn, tôi với ông Phượng nói chuyện nãy giờ chứ gì? Trời ơi, đó là chuyện của người ta bà ơi. Chuyện của người ta phải không Phượng? Đâu có, nãy giờ tôi kể chuyện của anh hai mà. Má, anh hai á bị mấy ông chủ ở đột điền gạt rồi, cạo mũ cao su cực khổ dữ lắm, không có sướng như lời anh hai nói đâu. Ông có giấu ấy, thì tôi cũng biết. Rừng thiên nước độc, không bị hành hạ, bỏ đói chết thì cũng bị mũi mòng sâu bọ nó cắn đến chết. Cái gì cũng tại ông hết trơn hết trọi á. Má, nếu ông không có thương đó thì ngày hôm đó ông bỏ mặc cho má con tôi chết luôn đi, ông còn cứu làm cái gì chứ hả? Tía, nói vậy là hồi đó tía cứu má với anh hai ở dưới sông hả? Tía, chuyện sao vậy? Tía kể cho con nghe đi. Tía là anh hùng cứu mỹ nhân, tía là số 1. Nếu ông đã cao thượng, có lòng tốt cứu người, vậy tại sao ông không thương cho trót? Tối ngày đai nghiến đánh đập chửi rủa nó, để nó phải tự ái mà nộp mình cho chốn địa ngục trần gian. Tôi nói thiệt với ông, nếu thằng Hải mà có bề gì á, tôi không tha cho ông đâu. Đừng có buồn, tại má con nóng lòng lo cho anh hai cho nên mới nói vậy. Chứ còn biết tía của con là người tốt mà, tía của con không bao giờ hẹp lòng như vậy đâu. Má con nói không có sai, tía đối xử rất là tệ với thằng Hải, không phải là tía ghét nó. Tía nói là tía không ghét anh hai hả? Vậy tại sao tía lại đối xử tệ bạc với anh hai?
Hai tiếc ghen. Tiếc ghen vì má thương anh Hai hả? Má thương thằng Hải, mắc cái gì tao phải ghen? Vậy chứ tiếc ghen với ai? Tao ghen với cậu Ba. Cậu Ba? Cậu Ba nào vậy tiếc? Là một người vô hình, là một người mà tía phải ghen suốt hai mươi mấy năm nay. Tía mà biết nó là ai, tía đập cho nó bể đầu. Tía, tía ơi, tía. Con á, lên trên đó nhớ bỏ cái tật ham chơi, phải chăm sóc cho tía với anh Hai đó biết không? Dạ con biết rồi mà má. Ừ. Con á, còn tâm hơ tâm hất lắm, má không có yên tâm được. Phải không mình á, má theo con lên chăm sóc cho anh Hai con rồi. Trời đất ơi, đồn cao su của người ta đâu phải ai muốn vô vô muốn ra ra cũng được đâu bà đòi lên. Một mình con Phượng chưa chắc gì tôi xin vô được, ở đó bà đòi theo. Tôi chỉ nói vậy thôi à, chứ có đòi thiệt đâu mà ông lo. Bà từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng thiên vị thằng Hải hơn con nhỏ. Biết cái trên đó rừng thiên nước độc, còn kêu con Phượng lên đó nữa. Trống mũi mòng rắn rít, còn cái gì nhan sắc của con gái tôi nữa. Tôi có biểu con Phượng lên trên đó ở luôn đâu mà ông sợ. Chỉ lên năm bữa nửa tháng, coi thằng Hải nó làm sao rồi trở về nói cho tôi biết thôi mà. Thì nó có mần sao tôi đã kể cho bà nghe hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Tôi không có tin ông được. Phượng à, con lên đó thấy làm sao á, về kể thiệt cho má nghe nghe không? Không có được giấu má giống như tía con đó. Dạ. Thôi, trời cũng trễ rồi, hai tía con đi nhanh đi cho kịp hả? À nè, có cơm nắm với lại một mớ chuối khô má gói riêng trong cái tấm nhật trình á, có đói á thì hai tía con lấy ăn cầm dạ nghe không? Dạ. Hết chưa? Thôi trễ rồi, đi 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 đi, hai tía con đi nhanh đi. Tôi nghe bà nói không tôi cũng mỏi giò lắm rồi. Rồi đi được chưa? Đi đi đi, cũng trễ lắm rồi. Thôi 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 thôi, mày đứng đây rồi bà nói tới chiều luôn à. Đi đi, mệt quá. Má không có con ở nhà, má đừng có ra mấy xong giặt đồ nghe chưa? Má biết rồi mà, đi đi. Tôi dặn cái gì đó có nhớ không? Rồi tôi biết rồi mà, đi đi. Nè, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không? Đi con. Con đi nha má. Tía đừng có lo, con không sao đâu. Tía đâu có lo cho con. Vậy chứ tí lo gì vậy? Bộ tí không muốn cho con đi hả? Không có phải, tí lo là lo con đi rồi, không ai lo cho má con kìa. Bà bệnh hoạn mùa này hay trái gió trở trời, không ai sức dầu cạo gió cho bà, tí không có an tâm. Thì ra người thiên vị là tí chứ không phải là má. Mà con thấy tí cũng ngộ thiệt á, tí thương má như vậy, tí lo cho má thì tí nói thẳng cho má biết đi, lúc nào cũng làm bộ đổ qua cho con hết trơn á. Tí làm con mừng hụt hoài à, con cứ tưởng đâu á là tí thương con nhất luôn á. Thì tí thương con mà. Tí thương con hả? Tí thương con sao? Ừ thì thương con gì, ít trong má con chút, nhưng vẫn còn nhiều hơn thằng Hải. Tí này, con nó giỡn thôi chứ con á không có ganh tị với má đâu. Tí mà con chỉ thấy ngạc nhiên á là tí thương má nhiều như vậy mà tí không bao giờ tỏ ra ngọt ngào với má hết trơn á. Lần nào về tí với má cũng cãi nhau hết á.
làm con nghe nhức hết cái lỗ tai luôn. Tí, mà con hỏi thiệt tí nha. Cái gì? Có phải hồi đó tí cứu má với anh hai xong, cái má cảm động quá rồi mới ơn tí làm chồng luôn đúng không? Phải được vậy, tao còn lại tám ông trời luôn. Lại tám ông trời hả? Là sao hả tí? Tao cũng trần ai lai khổ với má chứ sao. Trần ai lai khổ là sao hả tí? Tí kể con nghe đi. Thì trần ai lai khổ là... Thôi mày nhiều chuyện quá đi. Tí kể con nghe đi. Ê, xe ngựa. Lên con, cẩn thận con chừng té đó. Dắt vô nghe. Đâu mày sao rồi? Đỡ chưa? Dạ cũng đỡ rồi. Lúc mới vô á, em nghe người ta nói á, mũ cao su quý hơn máu của công nhân, mà em đâu có tin. Bây giờ em mới tin đó. Đúng, ở đây rẻ nhất là máu công nhân. Mũ cao su thì không thể đổ, nhưng mà máu đổ là chuyện bình thường. Nè chú, vết thương của chú còn đau không? Con nói thiệt, thấy ông ác nhân quá, thằng Tí nó không cản, con đập chổng một trận rồi. Đập ông chủ, bỏ hết muốn sống rồi hả? Không chỉ một mình con bỏ mạng, mà cả làng công nhân này cũng khó sống. Hải à, thôi ráng nhịn cho qua ngày tháng đi con. Lúc tuyển phu gọi lên ký công tra thì nói ngọt ngào lắm, nghe như là cõi thiên đường vậy đó. Tới chừng năm đầu vô mới biết là mình bị lừa gạt. Chuyện này á, mình có thể thưa ra tòa đó chú. Thưa rồi được cái gì? Tụi nó có tiền, quen biết rồi quyền thế, trứng mà chọi với đá là chỉ có nát. Thôi con, một câu nhịn chín câu lần, 3 năm qua nhanh thôi. Con sợ là hết 3 năm thì chú cháu mình đã thành thây ma hết rồi. Nè, có sao không Tí? Thứ mắm mục này ăn chưa quen á thì bị ói liền à. Nói vừa tanh mà vừa đắng nữa. Anh hai. Hình như là con tiếng con gái. Anh hai. Dạ. Thằng Quỷ, nặng gần chết, nghe nó kêu sao ra sách phụ. Đưa đây con. Tiếu, sao Tiếu dắt con Phượng lên đây làm gì vậy? Bộ mày tưởng tao muốn hả? Lệnh của má mày đó. Mày giỏi mày về mà cằn nhằn bả đi. Tiếu à, Tiếu cũng biết chỗ này là chỗ nào rồi, sao nói thiệt cho má biết đi. Nói thiệt là cho má cạo đầu khô tao hả? Mới có nghe người ta đồn Phong Thanh thôi, ở đây ăn uống cực khổ, ngủ nghỉ khó khăn. Bà nóng ruột, sai con Phượng lên tiếp tế đồ ăn cho mày nè. Bà mà biết ở đây là địa ngục trần gian hả, dám bà lên đây với mày luôn đó. Anh hai làm gì mà nhăn tí dữ vậy? Má biểu là một phần thôi, còn một phần là tại vì em nhớ anh hai quá đó. Mấy anh đang ăn cơm hả? Tụi anh đang ăn cơm. Em với bác ăn cơm chưa? Ăn rồi. Dạ, em với Tí ăn rồi. Trời, Tí, mẹ ảnh ăn cơm cực quá Tí ơi. Hèn gì người nào cũng ốm nhơm nhách à. À, anh hai. Cái gì vậy? Má có gửi cho anh muối xả với lại mấy con khô cá sặc. À, có mấy nải chuối chín nữa đó. Có muối xả hả? Dạ.
Cái món này là anh thích nhất á. Bởi vậy cho nên là má mới làm cho anh nguyên một cái túi bự luôn đó. À, má đúng là hiểu ý của anh nhất á. Trong lòng mẹ lúc nào cũng chỉ có má mày thôi. Mày coi ông già này không có ra ký lô nào hết á. Mà cũng phải, mày là con vàng con ngọc của má mày với cậu ba mà. Đồ con tu hú. Anh hai, tí đang ghen với má, anh hai được có để bụng. À, anh hai ăn cơm tiếp đi. Anh hai ăn cơm với muối xả ngon lắm đó. Mình đi. Mà Tiết. Hả? Ở đây chật chội quá. Tí con mình ngủ đâu giờ? Tí về nhà ông chủ ngủ. Còn con hả? Hải. Dạ. Coi kiếm chỗ nào cho ông Phượng ngủ đàng hoàng nha. Kìa tí, làm sao Phượng ở đây ngủ được? Tí à, hay là ông ấy đưa em về nhà ông chủ ngủ đỡ đi. Trong này vắt vít, với lại mũi không à, lạnh lắm. Sao em Phượng ngủ đây được? Nhà người ta cao sang quyền quý, đâu phải cái chợ đâu mà muốn dắt ai vô thì dắt. Ta không có dám đâu. Hồi nãy nể tao là người làm lâu năm của ông chủ, đám lính mới cho tao dắt con Phượng vô. Giờ này mới dắt ra nữa, bộ mày tưởng tao là ông chủ à? Nhưng mà tí à, chỗ này toàn đàn ông con trai không à, em Phượng làm sao ngủ đây được? Bất tiện chứ bộ. Hay là tí dắt con Phượng vô nhà ông chủ ngủ đỡ một đêm đi, rồi sáng mai đưa ra xe cho Phượng về quê. Anh hai kỳ quá à. Em mới lên, má biểu em á ở lại chơi với anh hai mấy ngày mới về. Anh cô nói đúng đó, chỗ này thằng gái không có nên ở lâu. Ông quý, ông cũng biết mà, lẽ nào ông đưa con ông vô hang rắn hang hùng mà ông không lo chứ? Tôi biết, nhưng ngặt nổi ông chủ ông khó tánh, chưa hỏi trước mà đem về cỡ tôi cũng bị đủ nữa đó. Hai à, hay là gì đi, cứ cho con Phượng ở đây một đêm thôi. Ngày mai lựa lúc ông chủ vui, tao sẽ xin ông chủ cho con Phượng ở lại một bữa. Thôi, tí với mọi người làm gì mà lo lắng dữ vậy? Con á, ngủ ở đâu cũng được hết trơn á, không có sao đâu tí, ha. Vậy đi. Con uống sữa đi con. Uống đi. Bà ăn mặc cái kiểu gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Con mời ba. Con mời má. Ừ. Mời dì ăn cơm. Thôi dì ăn đi, tôi tự gấp được rồi. Dì Bảy, sao kỳ vậy? Dạ. Sao không lấy nước mắm không? Tôi đã dặn dì Bảy rồi, là cậu hai không ăn được nước mắm tỏi ớt mà. Ừ, dạ tôi quên. Con ăn đi con. Dạ. Dạ, xin lỗi bà chủ, nước mắm không tỏi của cậu đây. Rồi còn dĩa thịt luộc nước dừa của tôi đâu? Hôm qua tôi đã nói gì là tôi thèm món này. Sao dì không làm? Dạ, tôi quên mất, xin lỗi bà chủ.
tôi có làm. Để tôi dọn. Nè con. Dạ thưa đây bà chủ. Dạ thịt luộc với nước dừa thưa bà. Bữa nay có cam không? Dạ dạ có. Dì nhớ gọt làm 6 miếng nha, chứ 4 miếng to lắm. Ờ dạ tôi biết rồi thưa bà. Dì bảy già rồi, em sai cái gì á thì cũng từ từ thôi. Sai liên tục như vậy á làm sao dì bảy làm kịp. Ủa mà chị Bảy. Dạ. Tôi nhớ là con Liên nó xin phép về quê thăm mẹ bệnh có 3 ngày thôi mà. Sao giờ này không thấy? Ờ, dạ thưa ông chủ. Tôi cũng định lát nữa. Dạ thưa với ông chủ. Má con Liên nó mất rồi. Nó xin nghỉ luôn. Đặng ở nhà. Nó chăm sóc cho ba nó. Dạ. Vậy em á, lo tìm người khác đi. Chứ một mình chị Bảy á, không có lo xuể việc nhà với phục vụ cho em đâu. Tôi nói nghe không? Nghe rồi. Nghe sao không trả lời? Bình. Dạ. Đàn ông con trai đâu mới nghe kêu tên cái giật mình rồi. Sao ra ngoài làm chuyện lớn được con? Thì tại ba kêu bất ngờ nên con mới giật mình. Nè, ăn xong theo ba lên đồn điền. Dạ, chắc là không được đâu ba. Tại sao không được? Dạ, lần này con về, con tính xin ba lên Sài Gòn để học thêm tiếng Pháp. Học thêm tiếng Pháp làm gì? Biết bao nhiêu nó đủ rồi. Dạ, con định học cho giỏi, rồi xin ba đi qua Pháp để du học. Pháp xa lắm, đi qua bển làm gì? Chỗ cha con tôi đang nói chuyện, em biết cái gì mà xen vô. Bình. Dạ. Con nghe cho rõ đây. Ba không những không cho con qua Pháp, mà Sài Gòn cũng không cho con đi. Con phải ở đây lo học quản lý đồn điền cho tốt đi. Nhưng mà con không có thích đồn điền. Con không thích thì kệ con. Ba đã nói rồi, ăn cơm xong theo ba lên đồn điền. Hôm nay ba sẽ dạy cho con cách kiểm tra chất lượng mũ cao su. Nghe chưa? Nghe chưa? Dạ. Thằng xuống ăn đi. Dạ. Ăn đi con. Đàn ông con trai gì? Ăn mạnh vô coi. Ăn ở giờ dáng như vậy biểu sao mà không bệnh được. Thank you.
Đứa nào dám trốn ở nhà không đi cậu ngủ đây? Dạ là con. Con phải công nhân. Con ở dưới quê lên thăm anh hai của con. Anh của mày là thằng nào? Dạ là anh Hải. À thằng Hải. Có phải dạ. là thằng Hải cứng đầu không? Tao biết nó rồi. Dạ. Dạ ông nói đúng rồi đó. Anh Hải của con từ nhỏ tới lớn rất là cứng đầu. Hồi nhỏ bị tía của con đánh mà không bao giờ khóc luôn. Dù có đánh đau cỡ nào anh hai cũng không bao giờ khóc hết trơn á. Bởi vậy má con mới nói anh Hải cứng đầu y chang như ba con luôn á. Con xin lỗi, nãy giờ con nói nhiều quá. Mời ông vô nhà uống nước. Thôi khỏi khỏi. Mà em tên gì vậy? Dạ con tên Phượng. Phượng? Dạ. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Ông làm gì vậy? Làm cai. Cho em nè. Em cầm đi. Cho em nữa nè. Thấy cái rồi mình dạ. kiếm chỗ nào vắng một chút xíu thôi à. Mình làm xong rồi cái anh cho em luôn cái mới này. Ông đừng có nói vậy. Tôi không phải là người như vậy đâu mà. Em đừng có, ông tôi trả lại cho ông đó. Nè con kia cứ lại. Mềm không chịu, muốn cứng mới chịu phải không? Cho mày biết, ở cái đồn điền cao su này chưa có một đứa nào dám cãi lệnh của cai tuất này hết. Được tao để ý là phước đức ba đời được. Dám làm cao hả con? Chạy hả mày? Lại! Chạy hả? Anh hai ơi, cứu em chứ. Đưa chưa? Đưa lại! Tao biết đưa chưa? Chạy hả? Anh hai ơi, anh hai ơi, mày cứu em. Đưa lại! Tại sao ba muốn con thay ba quản lý đồn điền? Trong khi đó ba vẫn còn khỏe mạnh và tráng kiện mà. Ba dư sức quản lý đồn điền thêm cả chục năm nữa mà. Bởi vì ba không muốn con đâm đầu vô mớ ô mê hỗn độn vô ích đó. Theo con á, nghiên cứu cải tạo đất, tăng năng suất cây cao su không phải là vô ích đâu. Nó có thể giúp ba tăng lợi nhuận lên vài lần đó. Tăng năng suất thì tăng giờ làm. Mình cứ ép đám công nhân nó làm nhanh lên. Cách này không phải chắc ăn thử cách của con hay sao? Nhưng cách của con bền vững và nhân đạo hơn. Con người thì cũng như cái máy, ba sử dụng quá thì cũng sẽ bị hư. Máy hư thì mình mua máy khác. Người này chết thì mình ký công tra với người khác. Mang người trẻ như bèo, con lo cái gì? Con lại không đồng ý với cách suy nghĩ của ba. Chết chứ tao. Anh Hải.
Này. Sẽ giết mày. Anh hai ơi cứu em. Chuyện thường tình thôi con. Ở đây tụi nó thiếu thốn quá mà. Kệ nó đi. Con phải theo ba lên đồn điền học cách quản lý. Riết rồi con cũng quen với mấy chuyện này thôi. Con làm cái gì vậy? Con bức con gái nhà người ta cứ thanh thiên bạch nhật như vậy mà bà nói là chuyện thường tình sao? Bà nói là kể tôi nói đi mà. Bình, con nghe bà nói không? Ai hả? Đứng thoát con phải ai sao? Chúng tự biết coi mày chúng cự được nữa không? Ai? Trời đất cậu, bây giờ, chết chưa? Bây giờ, cô có sao? Cô ơi, bình tĩnh đi. Cô ơi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tôi không làm hại cô đâu, bình tĩnh đi. Cô ơi, không sao rồi, bình tĩnh đi. Chủ, cậu hai. Bình tĩnh đi. Dạ. Ông chủ, không sao đâu. Cậu hai, đừng có lo nữa. Ông chủ, tôi đây bảo vệ cho cô mà. Dạ thưa. Nha. Dạ tôi. Dạ thưa ông chủ. Xong rồi, đi con. Ba khoan đã, lấy gì đảm bảo ông Cái Tuất không quay lại với trò chứ? Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Em ở dưới quê mới lên thăm anh hai. Anh hai của em ở láng trại công nhân gần đây. Để tôi đưa cô về nha. Dạ không sao. Cảm ơn ông, em tự về được. Cô ơi, cô đau chỗ nào sao? Cô không sao chứ? Cái chân của em đau quá. Chắc là nó bị sao rồi. Đau quá. Cô đưa tôi coi cho. Để đó, không được cử động. Trật chân rồi. Ông nó lên xe đưa về nhà. Tôi kêu thầy tới hút thuốc chữa trị cho nó. Dạ. Bà nói sao? Ba biểu đưa nó về nhà. Con không nghe hả? Dạ. Dạ khỏi đi ông. Con không dám làm phiền ông đâu. Ba tôi biểu sao á thì nghe vậy đi. Không phải lúc nào ông ấy cũng tốt như vậy đâu. Hơn nữa bây giờ em mà về láng trại công nhân một mình, tôi sợ Cái Tuất lại mò tới nữa đó.
gì? 2 năm thăm khám cho tôi rồi mà tôi bệnh gì thầy cũng không biết hay sao? Bà nói như vậy là xúc phạm tôi rồi. Tôi làm đốc tờ tới nay hơn chục năm, danh tiếng lẫy lừng khắp lục tỉnh Nam Kỳ, lẽ nào không tìm ra được bệnh cho bà chứ? Vậy thì thầy nói đi, tôi bị bệnh gì? Thầy chữa bao lâu nay mà vẫn không hết hay sao? Bà nói như vậy là xúc phạm tôi hơn rồi. Bệnh nan y trầm trọng cỡ nào tôi còn chữa lành, huống chi... Huống chi sao? Huống chi cái bệnh vụng vặt của bà. Thầy nói tôi bị bệnh vụng mà cũng hơn 2 năm rồi mà thầy không chữa hết. Đã vậy bác tôi uống thuốc một ngày 3 thang. Thầy trả lời đi, cuối cùng là tôi bị bệnh gì? Cái này thú thật là tôi không thể trả lời được. Tại sao thầy không trả lời được? Hay là bệnh của tôi có gì khó nói? Bệnh của bà khó nói mà cũng khó hiểu nữa. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết tại sao tôi cứ chữa hoài mà bà cũng không hết bệnh. Tại sao khó nói, khó hiểu? Tôi bị bệnh gì thầy cứ nói ra đi. Bà má ơi. Má ơi, má, bà về? Mới đó đã về rồi sao? Dạ. Vậy rồi Bình có về không? Dạ có, anh hai có về với ba. Nhưng mà còn ẵm theo một cô gái nữa. Ẵm theo một cô gái? Dạ. Thì ra nguyên nhân căn bệnh là chỗ này. Cô ngồi đây chờ chút nha, để tôi gọi thầy Nam kiểm tra cái chân cho cô. Dạ. Người đâu? Dạ. Mau đi gọi thầy Nam qua đây. Dạ, thầy Nam đang khám bệnh cho bà ở nhà sau thưa cậu. Vậy thì hay quá, mong mời thầy Nam qua đây. Dạ. Cô gái này hình như gặp ở đâu rồi, nhìn có vẻ thân quen quá. Dạ thưa ông chủ mới về. Dạ ông chủ có gì sai biểu? Tía. Chàng đét mẹt ơi, con. Dạ xin ông chủ tha tội, không phải là tôi muốn qua mặt ông chủ, dẫn con gái lên mà không báo với ông chủ. Dạ biển qua nó lên trời tối thui rồi, cho nên tôi sợ phiền ông cho nên không có báo. Dạ ông. Hóa ra đây là con gái ông hả? Dạ. Hèn chi, tôi thấy nó có nét quen quen, nó giống ông đó. Dạ. Con gái của ông á, nó bị trật chân, cho nên là tôi đưa về đây nhờ thầy Nam coi giùm vết thương. Dạ. Vậy là ông chủ đưa con Phượng về cho thầy Nam chăm sóc vết thương chứ không phải... Dạ, tôi tưởng đâu ông chủ kêu tôi lên đặng phạt vì cái tội mà đem con gái lên mà không báo với ông chủ. Tôi kêu ông lên đây á là để hỏi ông chăm sóc cái đám lại của tôi chưa. Chứ mấy bữa ông về quê á, tôi thấy bộ tụi nó buồn lắm rồi nha. Dạ, ông chủ cứ yên tâm đi, tôi chăm kỹ lắm rồi. Một lát tôi ra coi, cây nào mà héo là ông liễu hồn với tôi đúng nghe chưa. Dạ. Cô cứ ngồi xuống đi, không sao đâu. Ngồi xuống đi con. Thầy Nam. Dạ chào bà. Dạ. Chủ. Mong bà coi cái chân của cô gái này. Dạ. Cô đau ở đâu? Dạ ở đây. Đưa tôi xem. Ráng chịu đau nghe con.
Dạ thưa ông chủ, cô ấy không bị sao hết, chỉ trật cái chân nhẹ thôi. Cũng may cho cô là gặp tôi với ba tôi đó. Dạ cảm ơn cậu chủ. Không có gì. Cô gái này là ai mà Bình có vẻ quan tâm quá vậy? Cái này là ý của ba chứ không phải là ý của tôi. Tới. Giờ này mà tụi bay còn dám kéo tới nhà tao, định làm loạn hả? Tôi không tới làm loạn. Tôi tới hỏi ông, em gái tôi đâu? Em gái của mày ở đâu? Tự nhiên sao lại hỏi tao? Lúc sáng có người thấy ông nói chuyện với em gái của tôi. À, thì ra con nhỏ đó là em gái của mày. Nó đã được ông chủ đem về nhà lớn rồi, muốn gì thì lên nó mà đòi. Ông nói cái gì? Em gái tôi bị ông chủ bắt về nhà lớn hả? Tự nhiên ông chủ bắt em gái tôi về nhà lớn hả? Tao không biết, mà sao tao phải trả lời mày? Không hồn thì quay về trái. Tôi muốn gặp em gái của tôi, em tránh ra đi. Tao không tránh. Mày là ông nội tao hả? Một là về trái, hai là ăn đòn. Lì hả mày? Lì hả? Mày chết. Mày muốn tụi nó ăn đòn vì cái tội làm loạn phải không? Là tự tôi làm, không liên quan tới họ. Anh khi của tao mày thừa biết mà, tức lên là đem cả lũ ra đây. Mày muốn thấy tao đánh tụi nó không? Hả? Đánh nữa. Mày khoan đã, dừng tay. Mọi người có sao không? Mày hô ra mày tay. Mày tha cho tụi nó đi. Khốn hồn thì về trại. Tụi bay mà còn dám hò he thì đều trách tao đó. Đi. Thằng Hải rất cứng đầu, sao không để cho tôi dạy dỗ nó? Tao cũng hầm thằng này lâu lắm rồi, nhưng ngặt nổi, nó là cái đứa giỏi nhất trong đám. Ông chủ đang cần giao hàng gấp, nếu mà đánh nó bị thương thì không đủ người làm. Tụi bay cứ chờ coi, tao sẽ không bỏ qua đâu. Đợi xong đợt ngủ này,
tao sẽ xử nó cho mày coi. Tía, nghe tía hỏi nè, con phải trả lời cho tía biết, không được dối gian lời nào nghe không? Trời, tự nhiên sao tía nói vậy? Từ hồi nào giờ còn có nói dối tía lần nào đâu. Con có bị cậu hai làm gì chưa? Làm gì là làm gì? Tí nói gì khó hiểu quá vậy? Làm cái gì là... Ý tí hỏi á, là con có bị cậu hai xâm hại thân thể chưa? Trời tí, tí nói gì vậy? Người tốt như cậu hai á, làm sao mà xâm hại thân thể của con được? Trời ơi là trời, mày la ông sùm lên vậy? Lỡ ông chủ với cậu chủ nghe được thì sao? Ai biểu tí hỏi kỳ cục quá làm chi? Hôm qua con đã nói với tí rồi, ông chủ với cậu chủ là ân nhân, là người cứu con chứ không phải là người hại con đâu. Tại tí thấy ông chủ tự nhiên tốt với con quá nên tí khó hiểu. Xưa nay ông chủ không có cho người lạ vô nhà, càng không cho cái đám gia đình trèo lên xe của ông đâu. Nhưng mà con đâu phải là gia đình của ông chủ đâu. Mày không phải, nhưng mà tía mày, anh mày phải. Rồi cái lời đề nghị của ông chủ đó con tính sao? Còn tính sao nữa, con từ chối rồi. Trời đất ơi, cái con ngu này. Mày có biết đây là cơ hội ngàn năm có một không? Đâu có phải ai cũng được vô nhà ông chủ làm đâu. Con cũng biết thời thế khó khăn, xu cao thế nặng, có một chỗ làm như vậy khó lắm. Nhưng mà con làm sao bỏ má đi được? Tía quên là má đang bệnh trong người sao? Tao làm sao không nhớ má mày mang bệnh trong người. Chính vì vậy á, mày phải càng nhận lời, biết không? Nhưng mà con nhận lời rồi, ai chăm sóc cho má? Dĩ nhiên là tía rồi. Có vậy cô không hiểu nữa. À, ý tía nói là muốn con đi làm để ép má lên đây luôn đúng không? Thì đó. Lâu lâu mới thấy mày khôn được lần à. Gì á, muốn rước má lên đây, lần nào về tí không nói. Nhưng mà má có chịu đi đâu, má không có chịu xa mấy cái bụi bông lài của má đâu. Con nói gì? Chồng bông lài là sao? Má dám cãi lời tao chồng bông lài nữa hả? Bà này đúng là gan trời thiệt. Tao đốn hết một lần mà còn chưa tẩn. Con Phượng khóc trong buồng nãy giờ, con tưởng là em đi đâu, ai ngờ ra đây tứ bông lại. Để em vô với con liền. Thôi được rồi. Dạ. Anh Vũ nó ngủ rồi, em ở đây nói chuyện với anh một chút. Dạ. Cũng đã 10 năm rồi, chẳng lẽ em không thương anh sao? Chẳng lẽ tình cảm của anh không bằng người chồng vô tình vô nghĩa giết vợ giết con của hắn sao? Anh Quý, anh nói sai rồi. Cậu ba không phải là loại người vô tình vô nghĩa giết vợ giết con như vậy. Chỉ là chuyện hiểu lầm, cho nên mới ghen thôi. Em dám nói như vậy với chồng của em hả? Em xin lỗi anh. Em biết anh tốt, em biết anh thương em, em cũng thương anh. Nhưng nhất thời em không thể quên được cậu ba. Anh Quý à, anh cho em thời gian, từ từ rồi em sẽ quên thôi. Từ từ rồi em sẽ quên?
hay là vĩnh viễn em không bao giờ quên được? Làm sao mà quên được? Ngày ngày em ra đây, em ngắm những bông hoa lại tình yêu của hai người. Không thể nào, không thể nào như vậy được, không thể nào như vậy được. Anh, trời, anh Quý, anh dừng lại đi. Anh Quý, bỏ ra. Anh Quý. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh cấm em trồng hoa lại, cũng như nhắc hai từ này trước mặt anh. Nếu em dám cãi lời anh thì em dẫn thằng Hải ra khỏi nhà này đi, đi kiếm cậu ba của em mà đoàn tụ. Anh tự nuôi con Phượng khôn lớn. Mà em có thể quên được cậu ba bây giờ? Tiên gì? Trời ơi, chuyện cũ mười mấy năm rồi, bây giờ Tiên còn ghen với má nữa. Bà sống ở bên tao mà hồn bà cứ nhớ người khác, hỏi sao tao chịu được mà không ghen. Mày thử mày yêu đi, rồi mày gặp hoàn cảnh như tao, thử coi mày có ghen không mày biết. Trời ơi, khổ lắm con ơi. Vậy là ý tía là muốn con vô làm với ông chủ để ép má lên đây đúng không? Trong lòng má con á, chỉ có con với thằng Hải thôi, chứ không có ông già say này nè. Phượng à, tía năn nỉ con, thương tía, giúp tía đi con. Nhà mình vừa có thêm tiền, con vừa được sung sướng bản thân, còn tía được gần má, tía năn nỉ mà, giúp tía đi con nghe ha. Thôi được rồi, tại con thấy tía tội nghiệp quá cho nên con mới thương tía đó, con mới nghe lời tía đó. Con chịu nghe lời tía thiệt hả? Dạ. Con chịu làm người ở cho ông chủ phải không? Trời ơi, tía thương con quá Phượng ơi. Tía phải vô cho ông chủ hay liền, để ông chủ mướn người khác là chết nghe con. Nhớ nghe con. Trai của má, con lại quên uống sữa rồi. Má, má đừng có nói lớn. Hai con bướm của con, nó giật mình, nó bay mất bây giờ. Thì ra nãy giờ con đứng ở đây là do con bướm đó hả? Dạ. Má thấy hai con bướm không? Tụi nó chơi với nhau dễ thương lắm. Nó cứ dờn nhau, rượt nhau ở trên khóm hoa kìa. Con muốn coi thì coi, má không có cấm.
Nhưng mà đừng có để cho ba con thấy nha. Ba không có thích con trai nhà này làm mấy cái chuyện vô bổ vậy đâu. Dạ. Nè, con uống sữa đi. Má, nhiều lúc con muốn mình giống như mấy con bướm gì đó, hay là con chuồn chuồn, để được tự do bay lượn khắp nơi. Má đâu có cấm con đi chơi đâu, mà con ước làm chim làm bướm. Nè, nếu mà con thích, để má nói với ba cho con tới trường học nha. Thôi, con không có đi học đâu. Con sợ gặp người lạ lắm. Trước lạ sau quen mà, đâu có gì đâu mà con sợ. Con không biết, con không thích nói chuyện với người lạ. Má, con thích làm thú vật hơn. Tụi nó đâu phải nói chuyện gì đâu. Với lại không có bị ba rầy ba đánh. Con trai của má. Hồi tối ba lại đánh má nữa hả? Đâu có đâu. Con nói gì vậy? Ba làm sao mà đánh má được? Thôi má đừng có giấu con. Đêm nào mà có ba ở nhà, con cũng nghe má la, má khóc. Trên cổ má kìa, còn có dấu bầm nữa. Ba thiệt là hung dữ mà. Cái này đâu có phải ba đánh má đâu. Chứ cái đó là cái gì? Rõ ràng đó là vết bầm mà. Mà thôi, con còn nhỏ, con không có biết đâu. Cố gắng lo ôn bài, một lát thầy tới trả bài cho tốt, ráng học được điểm cao để cho ba mừng nha. Dạ. Ngoan nghe lời má nghe không? Dạ thưa bà chủ. Dạ tôi đưa con Phượng lên để trình bà. Đây là bà chủ. Con mau thưa bà đi con. Dạ, con chào bà chủ. Còn đây là cậu Ba Xuân, em kế cậu Hai Bình. Dạ, thưa cậu Ba. Có một chút quê mùa, nhưng cũng sạch sẽ. Dì Bảy. Dạ. Dì cho nó biết nguyên tắc của nhà mình chưa? Dạ, tôi chỉ mới nói được vài điều. Nhà này cấm kỵ là nhiều chuyện. Chuyện ai người đó biết. Cấm tò mò bếp xếp nếu như không muốn bị cắt lưỡi. Dạ, con biết rồi bà chủ. Biết rồi thì tốt. Biểu nó xuống nhà sau làm đi. Dạ. Dạ, chào cô chủ. Ba. Bà dặn con nè, nhiệm vụ của con là dọn dẹp lau chùi hết các phòng ở bển, nguyên cái dãy đi xuống dưới đó. Rồi qua bên này, từ cái phòng ở dưới đó rồi lên tới trên đây. Dạ. Nhưng mà ngoại trừ cái phòng này ngang. Sao vậy bà Bảy? Cái phòng này để cho bà dọn. Tưởng gì, bà già rồi không phải làm gì hết á. Con đã dọn mấy cái phòng kia rồi, dọn thêm cái phòng này nữa cũng đâu có sao. Để con dọn luôn cho. Không phải là bà sợ con mệt, mà bà chỉ sợ con không biết, rồi vô trong á làm xáo trộn đồ đạc của người ta rồi bị đòn thôi. Con à, mà nghe bà dặn con nè, phòng này tuyệt đối con không có được bước vô, nghe không? Dạ, con không vô đâu.
Không phải là một mình con, mà cả nhà này, ngoại trừ ông chủ ra, không có ai được vô trong đó hết. Sao kỳ vậy bà Bảy? Hồi nãy bà chủ dặn con rồi, con không nhớ sao? Ở nhà này cấm kỵ tò mò, bép xép. Những gì mà nghe thấy trong nhà, con không có được kể cho ai nghe hết, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Biết rồi thì theo bà chỉ chỗ ngủ cho con. Dạ. Kiểu này chắc chết sớm quá. Chết sớm hả mày? Chết sớm hả? Mày muốn chết hả? Làm cấm ra thở mày. Chiều nay mà không đủ số lượng đi giao cho ông chủ, tao sẽ cắt nửa lương tụi bay, biết chưa? Làm đi, lên mà làm đi. Dạ, con biết rồi. Lên làm đi. Sao vậy? Trời ơi, chảy máu rồi. Thôi nghỉ ngơi đi, để tao làm cho. Mày nữa, cái đó. Làm xong rồi làm đi. Đi về làm cho tao. Nó bị chảy máu tay rồi. Để tôi làm giúp cho nó, cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay mà không đủ sản lượng là mày sẽ bị đánh gấp đôi đó. Liêu hồn tụi mày đó. Lo làm đi, nhìn cái gì? Nhìn như vậy, lo làm đi. Đi đâu đây? Tôi có xin ông chủ rồi, vô gặp con tôi chút, nói chuyện nói về ba câu tôi về. Đi đi. Dạ. Chuyện gì? Ông đưa con Phượng về quê chưa? Có chuyện tao mới vô gặp mày. Chứ không có chuyện tao vô đây chi? Bộ mày tưởng tao ham vô đây lắm hả? Mũi mòng dắt đĩa nó cắn gần chết vô đây làm cái gì? Tôi hỏi ông đưa con Phượng về quê chưa? Nó vô nhà ông chủ xin ở đợ luôn rồi. Cái gì? Con Phượng đi ở đợ hả? Ừ. Ông hỏi má chưa? Ủa má cái gì tao phải hỏi bả? Bả là má con Phượng, tao cũng là tía nó. Tao cũng có quyền quyết định vậy. Nhưng má không còn khỏe, con Phượng trên đây thì ai chăm sóc má ở dưới? Tao cố tình làm như vậy đó, để ép bả lên. Ông, tao nói cho mày biết vậy thôi. Giờ tao phải về để ông chủ la. Lo mà cạo cho đủ sốt cho ông chủ đi. Không á, là bị ăn đòn đó. Giờ tao cái gì? Không phải nó chơi mày đâu. Ừ. Về em gái ơi. Có sao không? Còn nghỉ chút xíu đi. Làm đi, mau mau lên. Mày nữa, lẹ đi mày. Trần ơi, Tứ nó xỉu rồi. Sao Tứ? Mọi người ơi, Tứ nó xỉu rồi. Chạy ra mày, mau lên. Nó xỉu kệ nó, không bắt bớ cho mày. Mau lên, đi làm. Cái gì? Mày tới đây làm gì? Tứ nó xỉu rồi. Tứ à, Tứ, mày có sao không Tứ? Kệ Tứ. Thằng
tử nó chết rồi. Chết thì chung, có gì đâu mà lạ. Hồi đó giờ mình chưa thấy người chết hả? Lo đi làm đi. Mới đi làm. Nhớ mặt tao hả? Đi làm. Lo làm việc mau lên. Lo mà làm đi. Chết rồi. Rõ ràng là mình mới thấy mà. Không lẽ mình cũng mới sao ta? Rồi tới ụt tai là sao ta? Hiểm tới rồi hả? Hiểm còn nhanh hơn cậu nữa đó. Nè, phụ cậu bày đồ ra cúng đi.
Nha, còn nhiều đồ để cúng nữa lắm đó. Bà Dung có nấu cơm, cá kho với canh chua đó, còn nướng thêm ổ khoai mì nữa, cơm nếp dừa nữa, thấy nhiều không? À, có mấy trái xoài với lại đu đủ trong vườn nữa, sẵn tiện cậu hai hái ra đây cúng thằng Lũ luôn. Đây. Ủa, Hiểm, làm gì vậy? Sao không cúng hết cho thằng Lũ đi? Ý em muốn là để dành lại để cúng dỗ cho mình và em bé đúng không? Cuối cùng thì em cũng đã hiểu, em không còn ghét mình nữa đúng không? Cậu mừng khi thấy em đã hiểu được điều này, khi không còn oán hận và đố kỵ nữa, con người ta sẽ thanh thản và hạnh phúc, quan tâm tới nhau nhiều hơn. Cứ dọn ra cúng hết cho thằng Lũ đi. Hả? Phần của em Bình á, thì cậu hai đã có rồi. Năm nào á, cậu hai cũng ra bờ sông để cúng mộ gió cho em Bình và em bé hết. Mau, dọn ra đi. Trời, hết hồn hết vía. Là con mà, tí làm gì tí giật mình dữ vậy? Con nhỏ này, mày mà làm kiểu này hoài á, có ngày tao đứng tim tao chết á. Cô biết là hồi tối này tí gặp ma không? Bộ tí gặp ma hả? Ừ. Nói vậy con ma hồi tối là thiệt, không phải con nằm mơ hả tí? Ra đây làm gì đây? Vô trong lô bếp đút dọn rửa đi. Ông chủ mà ông thấy là bị đòn chết bây giờ đó. Con làm hết công chuyện rồi, với lại á, giờ này ông chủ làm gì có nhà. Tí. Gì? Tí kể tiếp chuyện con ma đi tí. Con ma có phải là nó đen thui không tí? Hai con lận. Hai con? Con đen con trắng. Một con đen một con trắng hả? Ừ. Vậy tối con thấy có con đen thui à, còn trắng ở đâu tí? Trời ơi, con đừng có nói lớn. Ông chủ ông không có tin mấy cái chuyện này đâu. Ừ. Nhưng mà mình thấy tận mắt mà, sao ông tin được tí? Hai con ma này nó sợ ông chủ dữ lắm. Lúc ông chủ vắng nhà, nó mới hiện hình ra. Hèn chi. Nói vậy là tí thấy nó nhiều lần rồi hả? Rồi, bộ tí không sợ nó hả? Thấy nhiều lần rồi, nhưng mà nói nào ngay, hai con ma này nó hiền dữ lắm, nó không nhát tía nên tía đâu sợ nó đâu. Mà hình như là nó cũng thương tía dữ lắm nha. Nó biết tía khoái uống rượu, lâu lâu nó cho tía chai. Tía đừng có xạo nha, con ma là người chết thiện hồn, làm sao mà có rượu cho tía được? Làm sao ta không biết, nhưng mà có rượu là tía khoái à. Con biết nguyên tắc nhà này rồi đó nghe. Lỡ lần này thôi nghe, lần khác không được nói chuyện với tía nhiều vậy nha. Phải làm lơ như người không quen không biết, lơ mơ là bị ông chủ đuổi đó, biết chưa? Nói chuyện cũng cho nữa, ông chủ này kỳ cục thiệt á. Mà tía đang làm gì vậy? Tôi kiện chứ làm gì. Tía. Gì?
ở đây á, qua lại nở đẹp thiệt á tí. Con này, ba bông lại mắc dịch này, có gì đâu mà nở rộ nữa không? Bông lại á thì không có lạ, mà lạ là ở đây cũng trồng bông lại giống như là má con đúng không tí? Ừ ha. Ủa sao kỳ ta? Còn không nói là tía không để ý luôn đó. Anh Lũ, 24 năm rồi mà em tưởng như mới hôm qua, vẫn nhớ như in lần cuối cùng anh hẹn em về ấp cơm, rồi anh ra đi mãi mãi. Mâm cơm đó năm nào em cũng nấu cho anh. Anh hãy về ăn cho no lòng đi anh. Anh gì vậy? Em coi nè. Anh Lũ, anh mới bắt được hai con cá lóc bự quá trời bự luôn nè. Wow, wow, hai con cá bự quá. Em á có bầu là phải ăn nhiều đồ bổ vô để cho tốt cho hai mẹ con. Em cảm ơn anh. Có gì đâu cảm ơn. Anh tốt với hai mẹ con em. Em cứ nói như vậy. À, để đi nấu cháo cho hai mẹ con em. Để em đi nấu cho. Thôi em bầu bì mà sao nấu được. Trời. Thôi để anh. Đưa đây mà. Bệnh đây, thôi mà cứ ngồi đi. Anh đã đi bắt cá rồi. Để em. Ây da. Gì vậy? Em đau quá. Thấy chưa, anh đã nói để làm cho. Em đã có bầu mà không có làm được đâu. Để làm cho. Đi đi đi. Đi vô đi vô. Anh nhiều vô. Anh làm cho. Em cứ nằm nghỉ đi. Chút xíu nữa là có cháo ăn hả. Đi. Đi từ từ thôi nha. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Cẩn thận đó em. Cẩn thận đó. Em ngồi xuống đây đi. Em thấy sao rồi? Chắc là nó đạp em. Vậy hả? Em ráng nha. À, sao rồi? Em bị sao vậy? Chịu được không? Thôi em nằm nghỉ ngơi đi. Dạ. Em nằm nghỉ nha. Có cái gì kêu anh nha. Phải ăn nhiều tôm, nhiều tép vô cho con của em á, nó khỏe mạnh, nó thông minh. Ngon không? Anh ăn thêm đi. Để lấy thêm cho. Ăn thêm rau vô cho đủ chất. Ăn thiệt nhiều vô. Cây cỏ nhiều lắm, có bầu bì mang chân không đi như vậy đau chân lắm, mang guốc cho nó không bị đau. Em cảm ơn anh.
Cảm ơn cái gì không biết nữa. Tôi nghe mọi người nói anh Lũ bị bắt rồi, có đúng không chú? Nó bị bắt hồi trưa. À, chú có biết là người ta bắt anh Lũ đem đi đâu không chú? Hồi trưa nghe loáng thoáng là đem về nộp cho cậu Ba Duy nào đó. Nộp cho cậu Ba Duy hả? Trời, vậy là chết anh Lũ rồi. Số anh Lũ á, đúng là số khổ mà. Chết thảm như vậy á, tội nghiệp ảnh quá. Biết là nhắc tới người chết á là không nên, nhưng mà anh Lũ á, thiệt tình luôn. Bao nhiêu người không thương, đi thương người của cậu Ba làm chi? Bây giờ ra nông nổi vậy. Thiệt tình chứ. Mà nó ngu thiệt. Lúc cậu Ba lấy chạy ra, chịu khai ra là đâu tới nổi. Cứ khăng khăng bao che trong mình thì không biết, để cho cậu Ba đập đầu như đập đầu cá vậy đó. Để tê tê chẩn trắng mà chết như vậy, làm tao ám ảnh tới già luôn á. Thôi thôi, cẩn thận cái mồm cái miệng đi. Bà chủ có dặn rồi. Anh Lũ chết á là do động kinh đập đầu vô đá mà chết. Mày cũng xuống một chơi với Lũ á, cũng nói luôn luôn đi. Anh Lũ ơi, em nhớ anh quá. Nếu không có anh, chắc ba con em đã chết từ đời kiếp nào rồi. Dì bao nhiêu lần rồi, dì đừng có làm như vậy. Bình tính đi đâu vậy? Tôi đi Sài Gòn. Hôm qua ổng đã không cho Bình đi rồi, Bình tính cãi lại ổng sao? Bình thừa biết cái giá phải trả khi ổng nổi giận đó, Bình không sợ sao? Ba tôi sẽ nổi giận khi biết tôi dám cãi lời. Nhưng vẫn còn nhẹ hơn khi biết tôi dám làm chuyện đồi bại loạn luân kia. Tôi là vợ của ông ta, nhưng tôi không phải là mẹ của Bình. Sao gọi là loạn luân được? Bình ơi, tôi năn nỉ Bình đó, Bình đừng có đi nha. Bình đừng bỏ tôi đi, Bình đừng có bỏ tôi cô đơn trong căn nhà này. Tôi xin Bình đó nha, đừng có bỏ tôi. Tôi với dì không thể nào tiếp tục được nữa. Đã bao nhiêu lần tôi nói dì dừng lại rồi, mà sao dì vẫn không chịu nghe? Dì cứ ép tôi vô con đường trời không chung đất không tha hoài vậy. Tôi xin dì đó, hãy buông tha cho tôi đi. Tôi xin dì đó. Tôi yêu Bình. Nhưng mà
vì là mẹ kế của tôi đó. Tôi mặc kệ, tôi bất chấp tất cả. Tôi chỉ biết là tôi yêu mình thôi, tôi đâu có yêu ông ta. Chỉ có mình mới đem lại hạnh phúc cho tôi. Bình ơi, mình đừng có bỏ tôi. Mình đừng có bỏ tôi như người đàn ông lạnh lùng đó. Tôi sợ lắm, tôi chết mất đó Bình ơi. Chị nghe tôi nói nè, nếu mà ông mới phát hiện ra thì ông mới sẽ giết cả hai đó. Đâu có sao đâu, chúng ta lén lút như vậy từ trước tới giờ rồi, đâu có sao đâu, cũng đã 7 năm rồi mà ông đâu có biết đâu. Mình ơi, ông không có biết. Ba tôi không biết, nhưng mà trời biết, đất biết, lương tâm của tôi và dì đều biết. Tôi còn tương lai ở phía trước, tôi còn phải lấy vợ, phải sinh con nữa. Mình nói cái gì? Mình cưới vợ, mình sinh con. Chứ không lẽ gì bắt tôi phải ở giá suốt đời này sao? Tôi thấy chuyện của tôi với dì phải chấm dứt từ đây đi. Dì hãy buông tha cho tôi đi, tôi xin dì đó. Mình muốn lấy vợ. Nói vậy là mình cũng như ông ấy. Cả hai coi tôi như là cục cụ ngu vui. Cả hai người không có ai thương tôi thật lòng hết. Đúng là bất hạnh mà. Tôi... Dì à, dì đừng có nói như vậy. Tôi không hề coi gì là công cụ mua vui. Tôi chỉ... Vậy thì mình coi tôi là cái gì chứ? Hả? Mình coi tôi là cái gì? Vậy thì năm xưa mình đừng có cứu tôi. Mình để cho tôi chết đi. Mình cho tôi biết tình yêu ngọt ngào để làm gì? Sao anh đánh em? Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, tại sao cô cứ bướng bỉnh lì lộn vậy hả? Căn phòng đó ngoài một mình tôi, cấm bất cứ ai đặt chân vô. Nhưng em là vợ của anh mà, em cần biết tâm tư tình cảm của anh như thế nào. Em muốn biết người đàn bà trong căn phòng đó xinh đẹp ra làm sao, để anh có thể chung tình thương nhớ suốt 20 mấy năm qua. Người ta là ai, đẹp hay là xấu, không can dự gì tới cô. Lần này chỉ là một cái tát tài cảnh cáo. Lần sau nếu cô còn tái phạm một lần nữa thì đừng có trách tôi không khách sáo, nghe chưa? Thank you.
Ba ơi, con vô được không ba? Chị Nhi! Chị ơi, chị Nhi! Chị Nhi ơi! Cứu! Có ai không? Chị Nhi tự tử rồi! Có ai không? Cứu! Chị Nhi ơi! Chị Nhi ơi! Đừng có làm cô sợ chị Nhi ơi! Có ai không? Cứu! Chị Nhi! Chị Nhi ơi! Vậy Bình nói đi. Những tháng ngày qua, tình cảm mà Bình dành cho tôi là tình cảm gì? Hả? Nếu như đó không phải là tình yêu thì đó chỉ là nhục dục. Bình và ông ấy cũng giống như nhau, đều coi tôi là trò mua vui, đúng không? Hả? Bình nói đi, có đúng không? Tôi tò mò, tôi khát khao khám phá, nên đã không kiềm chế được bản thân. Thật lòng tôi cũng có thích gì, nhưng đó không phải là tình yêu. Mà cho dù đó có là tình yêu thì tôi cũng không thể cùng gì tiếp tục làm chuyện có lỗi với ba của tôi được. Vì cũng không nên phản bội ba tôi. Chúng ta phải chấm dứt mối tình tội lỗi này thôi. Nhưng mà tôi yêu Bình, không có Bình là tôi không sống nổi. Bình có bỏ rơi tôi nha. Bình ơi, tôi đang nghĩ Bình đó. Bình có bỏ rơi tôi nha. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Chị, tôi đã quyết định rồi. Chị có nói thêm nữa, chị đi ra ngoài đi. Được, mình muốn trốn chạy đúng không? Mình muốn bỏ rơi tôi. Tôi sẽ đem hết tất cả mọi chuyện kể cho ông ấy. Chị đứng lại đó. Chị điên hả? Nếu gì nói ra mọi chuyện thì ông ấy sẽ giết cả hai người đó. Thì đã sao chứ? Cách đây 7 năm tôi đã có ý định muốn tự vẫn rồi. Mình cứu tôi làm cái gì? Hả? Thì bây giờ cũng như vậy thôi. Mình quan tâm tới cuộc sống của mình đi. Mình lo cho mình đi. Mình đừng có quan tâm tới tôi nữa. Chị đứng lại đó. Thì má, anh hai làm gì mà má rầy anh hai quá trời vậy? Con đứng ở ngoài nghe má lớn tiếng lắm. Anh hai, hôm qua thầy Nam mới khám bệnh, cho rất nhiều thuốc. Má còn bệnh đó, anh hai đừng có làm má giận nha. Anh biết rồi, anh sẽ không làm như vậy nữa. Tôi nói cho Bình biết, nếu như Bình dám bỏ đi, tôi thề tôi sẽ phanh phui tất cả những chuyện này ra để cho mọi người biết. Gì? Chứ anh hai tính đi đâu mà má nói phanh phui chuyện gì vậy má? Má, là sao? Con không hiểu gì hết. Con còn nhỏ lắm, con đừng có hiểu chuyện này. Dạ thưa, nghe ông chủ. Những lời tôi nói mày bỏ ngoài tai hết rồi hả? Dạ, dạ thưa ông chủ, em không dám ông chủ ơi. Nếu cứ như vậy, làm sao tôi đủ sản lượng giao cho người ta? Dạ thưa ông chủ, em tăng mỗi ngày
và mỗi ngày tới 2 tiếng đồng hồ lận á chứ, để bắt tụi nó làm. Nhưng mà khuya quá nên tụi nó đuối sức rồi, mà bắt tụi nó làm như vậy rồi tụi nó cũng không làm được bao nhiêu đâu ông chủ ơi. Làm không được bao nhiêu rồi mày bỏ tay với tụi nó hả? Dạ. Tụi bay nghe đây, bắt đầu từ ngày mai tăng thêm giờ làm việc, đứa nào không đủ sản lượng không cho về. Quả đáng dữ vậy. Chúng tôi là những con người chứ không phải là cái máy. Hôm nay chúng tôi đến đây là để nộp đơn khiếu nại. Mày muốn khiếu nại chuyện gì? Tôi khiếu nại Cai Tuấn ăn chặn tiền gạo, ăn chặn tiền lương, bắt chúng tôi làm tăng giờ mà không tăng lương. Khiếu nại không được, ông ta bắt chúng tôi ăn cơm hẩm, ăn mắm mùng, uống nước dơ bẩn. Đây là đơn khiếu nại của chúng tôi. Chỉ có một tờ giấy mà mày đòi hỏi nhiều quá. Cho tao biết mày là thằng nào. Dạ thưa ông chủ, thằng này nó tụi bay có nghe rõ không? Con miệng sao không chịu nói? Nói lớn lên, dạ, nghe rõ chưa?